đang kiếm người để đi chung, nên các bạn nào có chơi trên Division trên PS4 mà cấp khoảng 7-8-10 thì bạn cứ nhắn cho mình biết để mình cùng tham gia với các bạn. Ok, và chúng ta đã vào nhiệm vụ chính với khoảng được 2-3 đứa nữa. Thì để coi hai mấy kia đâu rồi. Tony Bigwood. Ủa đường nó đi bên này mà không nổi. Có lẽ nó đang connect hay gì đó, mình nghĩ là vậy. Ồ để coi. Safe passage. Gì đây? Nó đang hiện gì vậy? Hình như là cái này đồng đội hay sao á. Mà đồng đội chúng ta vẫn chưa connect hay sao á. Buộc chúng ta phải đi. Ê, để coi mấy thanh niên kia đâu hết rồi. Lincoln Tunnel. Thì để coi chúng ta trong team chúng ta có hai thằng, một thằng level 5, một thằng level 8 và mình là level 6. Ê, nó vô kìa. King Ron. Ok, và thằng này đã vô rồi. Chúng ta chỉ cần đợi thêm một thằng nữa. Tony đây, vừa mới nhắc luôn. Let's go. Go. Đi thôi. Nhanh lên mấy bạn ơi. Nếu mà chúng ta đi càng nhiều, càng đông, càng tốt thì chúng ta sẽ tăng được cái tỷ lệ sống sót của chúng ta. Và mình cũng không rõ đây là chế độ hard hay chế độ thường nữa, nhưng mà có vẻ để coi hai ba thằng luôn, để mình spot kìa. Chắc chúng ta sẽ tấn công luôn ha. Đồ, vô, xong lên. Đồ, rác thế, rác quá nè. Đó, một thằng. Nãy chúng ta kích bom một cái hai ba thằng luôn, bắn đi không hao nổi. Má, mình không bảo vệ hai đứa này hoài được đâu. À, chết ngay. Còn thằng đó. Tránh đi mất máu cho mấy cái phần như thế này để coi. À, ngoài ra thì mình cũng đang có quay gì ta? Hitman, cho nên các bạn nào mà thích cho mình hỏi các bạn hãy cho mình biết trong phần comment bên dưới. Cũng khá là hay, mình đang quay trở lại với tựa game Hitman. Thì cái tựa game Hitman kia cũng chỉ mới có một màn nhất là mình cũng đã quay xong rồi, cho nên có thể nói là tạm thời gọi là xong đối với mình. Xong game. Nhưng mà mình vẫn sẽ tìm chắc nhiều cái khác để mình làm thêm khoảng 2-3 tập nữa để cho các bạn coi. Ủa, có sniper kìa. Ủa, spot luôn. Mình kia như là nó có đồ ngày đặc biệt hay sao, nó bắn spot dễ quá. Ok, này cứ giật thì được, sao á. Đó, chết ngay. Hai ba thằng ra nữa kìa. Ok, turn of close. À, nếu mà đứng trong cái khoảng khung này nên mình sẽ được hồi máu nè. Cái kỹ năng đặc biệt của Medic, mình cũng đang có cái kỹ năng này, nhưng mà mình kiểu như bắn, kiểu như bắn súng. Còn này chắc là nó cày tới cái gì mà kiểu như trong khoảng phạm vi đó mình sẽ được hồi máu. Ok, ngon lành. Có đồng đội hiểu ý chứ cũng đỡ. Chứ còn đỡ hơn là không có ai hiểu ý đi bắn cứ ngáo ngáo thế đéo nào. Đâu rồi, ủa sao có thấy có thằng bên ngoài rồi. Ủa sao thấy cái nó bắn còn thằng bên ngoài nữa mà. Đó, trên ngay, đi. Hiện chỉ thấy cái gì đó thiếu. Có restock lại kìa đã. Ok, đi. Mình còn thiếu khá là nhiều đồ cho nên mình nên nghĩ là lúc nãy mình nên restock lại. Lên đi mấy bộ. Lên đi, lên. Khung này lên trên nữa hả? Kèo lên đồ. Secure the internal entrance. Chúng ta phải bảo vệ khúc ban đầu rồi. Chờ nó kèo được không ta? Wow, cái gì? Hay là phải đi xuống lại ta? Rồi đi xuống lại. Lúc đầu hai này chạy mình cứ tưởng là phải đi chạy lên trên, cho nên mình nhảy lên trên cái mình cứ tưởng. Đi tiếp nè. Level 5 mà sniper luôn à. Không gì ghê gớm cho lắm. Hôm nay clear hàng kia quá lẹ. Còn đóng bằng kia nữa kìa. 7 đứa. Đang gặp đạn mới ghê chứ. Chết. Để coi mình đổi súng coi. Hình như cái gì trên kia vậy? À, hình như đồng đội mình hay sao á. Là cũng là cái quân JTF á, là nó bay bảo vệ mình á.
Thằng kia là thấy có cái gì thanh máu, do đó nó bắn xuống mấy thằng này. Mình khá là đỡ. Ok, xong một thằng. Wow, bắn rác thế mấy bồ. Wow, bình tĩnh mấy đồng chí. Đó, chết ngay, mấy thằng này cũng hợp tác khá là hay á. Hồi máu, vừa đánh vừa hồi máu phải không? Hay. Thằng kia có cái skill hay chứ. Này mình thấy cái súng này nó bắn còn không hay bằng cái cây súng lụt mình cầm theo nữa chứ. Cái súng lụt các bạn bán nã là lên dĩa ngay. Hồi máu lại quá, full cây luôn. Hầu như không mất máu, quá hay. Team quá hay team ơi. Có điều là mình không nghe được mấy thằng này nó nói gì. Tại bao lần mà nó nói là mình phải đeo tai nghe vô mà mình không đeo tai nghe. Đi. Và chúng ta phải đi tới khúc cuối này luôn hả? Gì đây? Tiền không vậy? Và theo mình biết cái game này cày kinh nghiệm cũng không quá là khó. Đi em ơi. Đi em ơi. Khúc này vẻ đẹp ấy chứ. Độ hỏa kiểu. Nếu các bạn nào đi solo thì cũng là không phải là một cái cách giải quyết tốt chứ. Người game như thế này các bạn buộc phải chơi chung với nhau. Được hai đứa hả? Đó, chuẩn quá đi. Xong, check boy. Đồi full hết rồi. Đi, cho mình nghĩ là chết đi hướng này nè. Đâu rồi. Gì đây? Phải bảo vệ hả? À, phải bảo vệ thằng này. Ok, nó đang tới rồi. Này tao hướng kia phải không ta? Thằng kia nó bảo canh me nguyên đám luôn vậy. Ô wow, nó mất máu rồi. Sao đi là sao không nổi. Để mình bắn mấy thằng này cái đại đồng mới cứu được bộ của mình. Từ từ nha. Cái gì đây. Mẹ chết ngay. Mặc dù mình không thấy nó luôn mà mình bắn nó chết luôn chứ. Như này boss hay sao? Thiết ngay boss nè. Hiện chi thằng này mới chết chứ mấy thằng này làm sao mình tưởng mấy thằng này là quánh không được. Có phải là boss hay cái gì đó. Làm sao đi dụ con boss ở chỗ khác đây ta. Nó vẫn đập đạn, đang đập đạn. Bắn rác quá. Mẹ và cái thằng mà dính vậy đấy. Chúng ta phải hồi nó kìa. Ôi da. Ôi thằng kia hồi được rồi kìa. Hay vậy. Hay vãi. Tôi sẽ còn có thằng nữa vậy. Nó vẫn đang mất máu. Kêu chết mẹ rồi. Khung này hơi khó. Nãy có súng ngon là bắn chết mấy này rồi. Có thằng nào trên đây phải? Ừ đúng rồi, con thằng tuốt đằng kia trên đầu mình. Càng thế. Ờ nó chết rồi, thằng kia chết rồi. Đó, ăn quả bom này. Chuẩn luôn, mấy đồng đội có vẻ như cầm vũ khí cao mạnh lắm á. Ok. Chúng ta còn khoảng 50 giây nữa. Phải nhanh chân lên. Mình nghe chắc hướng dưới rồi. Mình chạy xuống mình spot thử coi. Ờ, có khả năng spot địch cái kiểu. Hình như không có đứa nào hết rồi. No threat found. Vẫn không có. Chúng ta phải đợi khoảng 30 giây nữa. Chúng ta mới xong để mình canh khúc này thử coi xem có ai chạy ra không. Chắc không. Nghe là không. Nghe là khúc ban đầu đúng rồi khúc ban đầu tiếp rồi. Cũng hơi là có mấy thằng level 8. Wow. Có thiết nghĩ mình cầm cái súng lục hay bắn còn hay hơn cái súng càng nữa. Xong. Ơ nhưng mà vẫn còn tụi nó. Á à, nghĩ sao vậy em? Đó, mở mình chuẩn bị đồ quá chuẩn luôn. Talk to Roy gì đây. Ồ chúng ta ra ngoài nói chuyện với ông đó thôi.
Coi lại xong nhiệm vụ đó. Má, quá chuẩn. Ủa, hình như khúc dưới, lộn. Nói chuyện khúc dưới, đợi tiếng email. Má, đúng nghĩa là gì bây giờ, má, cái thời buổi mà lạng lạc nhất con người có thể, không biết có thể tin tưởng lẫn nhau hay không. Và chúng ta phải buộc hợp tác với nhau để sống sót mà thôi chứ sao giờ. Chúng ta đều là The Division mà. Má, nhưng mà có vài thằng thì nó đi quá đà. Ok, chúng ta lên đây nhé. Để coi, có ai không? Chúng mình có gì không ta? Không có gì hết, chạy lên luôn vậy. Ok, và chúng ta vô được cái trụ sở chính luôn rồi nè. Ok. Ghê vậy. Các bảo vệ cái đám người bên trong chắc là mình nghĩ lắm, nó chèn vô bên trong nhưng mà chúng ta bảo vệ nãy giờ rồi. Quá đẹp luôn. Lincoln Tunnel Checkpoint. Ồ, mình đi giống như lính canh trong này á. Ồ, là we got the division. Kì đây. Ồ, tụi nó chèn vô nữa hả? Ồ má, ghê vậy. Sao chèn lắm thế. Ồ má, hay xung lộn mình có lúc nào cũng được việc hơn cái đám này. Đó. Ê, ai à, boss kìa. Boss kìa. Thiết nghiệm mình nên kiếm một cái cây đó ngon hơn để bắn mấy con boss như thế này. 2-3 con boss. Rất là châu bò. Cũng hơi là mình kiếm được hai người bạn như nãy mình solo mình ngồi cười đến sáng luôn á. Bắn thì không biết đạn thì nhiều nhưng mà nó châu bò thôi. Ít nghĩ mình phải có súng ngon này nọ mới có thể đánh được tụi này. Wow. Red file. Căng thế. Em nội kia có đang bắn không ta? Má, mình bắn kiểu như không xin nhê với mấy thằng này luôn á. Mấy ông thả dùm cái hồi mã qua thôi, chắc khỏi đi. Tụi nó bắn rác quá. Bắn trả đi. Bắn nhiệt tình vô. Hình như một thằng đau rồi kìa. Bắn tiếp, bắn nhiệt tình vô. Né liền. Né liền mấy dân chơi, lên. Ồ, phải chịu khó dính đạn một tí. Ây da. Căng thế. Nhưng mà cái này vẫn dễ hơn những nhiệm vụ chứ mình làm mà. Nó khó kinh dị hợm luôn. Đâu rồi. Má thằng kia nó kinh, má level 8 mà đã vậy ba. Má xong nó bên ngoài luôn hả. Dân chơi vậy ba. Wow. Ồ hay, chuẩn quá, sống lên. Đó, mất máu đi, chuẩn quá hay. Cú pha, ồ, gặp cái này có hồi máu nữa chứ, đã quá. Mình nghĩ chắc là level 8 hay gì đó, là có cái gì này thôi. Ồ, giờ nó vàng ra nữa hả. Ôi, mình nghĩ mình vô trong lại đi. Ở trong lại sẽ hay hơn á. Oh yeah. Đó. À, sao đông quá vậy? Để cho ăn quả bông thôi. Ồ, mình chọn hộp quả bom luôn mới ghê chứ. Có sniper nữa kìa. Đó, chết ngay. Nó mình thấy nhiều lúc nó hơi phế. Ừ, cái gì đấy. Thôi phế đi, mình đủ xài, có cái để xài được rồi. Sniper nữa mày. Sniper nữa mày. Nó bị suppress rồi, bắn đi. Nó nhúc cái đầu lên kìa, đó, headshot. Survive the assault. Quá hay, quá nguy hiểm. Gorny, không biết nó có gì đồ gì ngon không, tại vì mình đánh quá ok luôn hả. Nữa hả, bên trong. Take out the leader. Rồi take Roy, à, chúng ta phải đánh thằng leader nữa hả. 100 mấy mét. Đi nhanh em ơi. Có nên nạp đạn lại không ta? Wow. Oh, check out the leader. Nã nhiệt tình vô.
thanh niên không biết đúng sai là gì nè. Đó, cứ chạy đúng rồi. Má bắn gì căng thế, bắn gì căng thế. Má cây này nhỏ xíu mà được có vỏ ghê luôn á, nhỏ mà có vỏ. Hay gì thằng flinch. Ok, bây giờ hiểu tại sao nó chơi cái nhiệm vụ này á, từ level 5 đến level 9 luôn rồi đó. Nó khó vì khó vãi lờ luôn á. Nếu đi một mình là càng không đánh được. Ý má chết gì sai vậy ông nội. Má chết xa quá. Đồ hên quá mình tới revive kịp thời. Wow 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 wow. Bấm nhầm nút, bấm nhầm nút, bấm nhầm nút. Wow, chạy chạy đi mấy bạn, chạy đi, chạy đi. Wow, wow 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 wow. Má này công nhận nó dí tới cùng rồi sao ta. Này thì dí tới cùng. Một khi bố đã cầm ba này, bố giết mày hết. Đệt, hay quá. Giờ tập trung với thằng leader đi. Hơn mới có thằng trăm cam ở đây. Ơ lộn, một xe lá cây chứ. Bắn đỡ cho mình. Wow wow, thiết nghĩ mình nên ngồi xuống thì hay hơn đó. Thù hai ba thằng luôn hả? Ghê vậy. Mấy thằng level 8 kia chạy tuốt thằng kia ghê vậy. Wow 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 wow. Lên em ơi. Đó, hay chỗ thằng kia cái súng đảo vậy. Má bắn mấy thằng elite boss mà nó bắn như cơm bữa vậy á. Đù đù đù, công nhận. Nhiệm vụ level 8 mà là level 6 làm còn thấy mệt nữa. Rồi. Rồi, lên đấy, mình nghĩ chạy lên lấy đồ đi. Lấy đồ kìa. Wow 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 wow. Take all. Special này. Ai có máu không? Có máu gì một trái với. Gần hết máu rồi. À quên, mình còn cái thanh máu nữa. Đó, hồi máu chân này kìa. Rồi mình sẽ chạy qua chỗ này đi. Hồi máu cho mình và hồi máu trong group nữa. Có skill. Thằng nó nãy hết máu. Vô. Mình còn trăm mấy viên rồi đó. Thế nghĩa là đồng đội mình chắc lẽ còn nhiều máu cho mình bắn. Wow wow wow. Súng lục ra coi. Lên em. Má chết đi em, chết đi, chết đi. Má nãy gì mà không chết nữa thôi luôn á. Nhúc cái đầu lên, nhúc cái đầu lên. Thế nghĩa là tụi kia đang xông lên đó hả? Ồ, móc lót rồi. Má tục quá ba, móc lót kìa ba. Thằng kia nó ngáo nó độ mà bị móc lót mà không biết luôn. Mission complete. Double barrel shotgun. Mình vẫn đang muốn có một cái gọi là the captain. Gì đây? Ồ, lấy đồ cái nhẹ coi. Take all. Mình vẫn đang muốn một cái gọi là cái súng ngắm bắn từ xa tại vì đam nó cao như mấy thằng này bắn. Mình nghĩ đây mấy thằng này có cái súng ngắm hay gì đó. Tại mình vẫn chưa thấy. Mình vừa lên level 7 rồi. Mày mình nghĩ là mình chắc có cái súng ngắn gì đó. Ờ đúng rồi, có cây Maxman kìa. Hiện chi là thằng này mà các bạn thấy rõ ràng là thằng này bắn rất là OB. Unlock the security wing. Thì mình nghĩ là mình đã đi thằng này thì sao? Talk to Roy Pence at the base. At the base. Phone recording new. Gì đây, vụ này vụ gì mình cũng không rõ nữa. Sao mà lộn mình chạy đến đây rồi. Vụ đâu ta? Mission này nữa hả? Cái đứa đang tới làm cái mission này thì phải thì mình biết là gì. King Wrong. Complete, cái vụ này complete rồi. Ở đây mình nghĩ mình nên đi dí vào tụi này. Ok, đi thôi. Hai đứa đợi anh với. Hết đạn rồi. Chúng ta còn khoảng new evidence available.
Ok, và chúng ta được một cái footage. Mình nghĩ là mình nên đi tiếp đi. Unlock the security wing. Đầu hàng kia đóng tiêu rồi. Talk to Royce at the base. Thế là mình nên về cái base kia đã. Không ta, base of operation là nằm đây không? Hình như nằm đây thì vậy. Để fast travel về thôi coi. Mission unlock the security wing. Được 500 điểm kinh nghiệm. Ok. Và hai anh kia đâu rồi? Nó đi làm cái gì vậy? Vụ phụ hả? Hostile rescue. Để coi, nên mình đi kiếm kim vụ làm rồi. Như thằng này muốn làm lại cái vụ hồi nãy nữa, Tony Bigwood. Mình có rõ là hình như mình biết á là như là nếu các bạn nào làm cái nhiệm vụ đó rồi á mà các bạn làm lại chứ thậm chí chế độ khó thì bạn cũng không được nhiều kinh nghiệm như bạn như các bạn tưởng. Cho nên để mình coi mình fast travel về đi. Thì nhiều người bảo là các bạn sẽ được nhiều điểm kinh nghiệm hơn nhưng thực chất là nó không phải vậy mà các bạn chỉ đơn giản là các bạn được đồ mạnh hơn thôi. Và cho nên thì để coi mình đang đợi mình nó cho nó quay về cái đã rồi mình chắc là mình sẽ đi làm tiếp một nhiệm vụ khác. Có lẽ là vậy. Vừa kiếm đồng đội khác thì phải. Đành thôi sao giờ. Mình còn một cái nhiệm vụ bên Hudson Refugee Camp. Talk to Royce. Ok là mình giờ mình nói chuyện với thằng Royce cái đã. Rồi tính gì tính. Enter safe zone. King Wrong thì tốt đằng kia xa vãi. One new evidence. Một bằng chứng mới. Rồi, rồi đâu. Come on over. Captain Benita's even found some fresh coffee. I just happened to walk by what's left of Kerman's. So what we're responsible for is Midtown to Lower Manhattan mainly because nobody can get off of this island right now including us. The biggest problem we have is manpower or lack thereof. Right now we got criminal elements occupying and controlling most of these neighborhoods. Rikers, cleaners, street gangs. Yeah, I don't have enough people to secure a block, much less maintain order and safety. So basically these assholes are running around taking whatever they want and killing whoever they want because we got nobody to stop them. Which means we get the task of cleaning up these neighborhoods so we can at least get food and medical aid to the residents. I don't know. I mean, an area this size, this many bad guys, I don't think you people can handle it alone. I mean, no offense. I just don't like the idea of throwing you to the wolves. Captain, we are the wolves. Right. Well, then maybe you can convince the division to send more of your guys. For the time being, what you see is what you get. I can't believe I'm begging the feds to take over my city. Any intel we receive, you'll be the first to know. Good luck. You'll need it. Ok, và chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta được 500 điểm kinh nghiệm nhé. Security wing. Use laptop để kích hoạt nó kìa. Ok, và chúng ta để coi có 500 mà chúng ta được với bao nhiêu kìa. 500 barracks, tới 1000 ghê vậy. Mình tới 800 mấy supply lần hả, ghê vậy. Để mình nâng cấp cái khác, tại nó không cho mình nâng cấp cái mình muốn. Situation room. Biết rồi, cái này nó nhắc lại hoài ta. Situation room, à hình như cái mình phải nâng cấp cái đại đầu tiên đúng không? Nó mới cho mình nâng cấp cái khác. Armory, new ability to are ready to equip. Skill reward. Upgrade wings. Mình còn không 300 mấy, thử coi. Thử rồi secure talent, steady hand and enter any cover to reduce recoil for 10 seconds. Nếu chúng ta vô cover, chúng ta sẽ được giảm cái recoil 25% trong vòng 10 giây. Guard boss, talent, upgrade detail, carrying, shooting range, stop suppress. Bắn suppress là bắn giảm thanh tụi nó không thể nào bước ra được nếu mà chúng ta kiểu như bắn cover yếm dở. Ok, headshot to pull them for 10 taken.
Ok, mình nghĩ là mình nên làm cái này đi. Upgrade. Upgrade nếu mà bạn có nhiều, mình được 20% cái bên đây rồi. Còn bên medic mình không rõ là mình được nhiêu cái nữa, để mình vô mình coi mình upgrade luôn nếu nếu như mình còn. Đây, được 20% luôn rồi. Ok, mình lấy có mình còn bao nhiêu cái supply? Không. Mẹ tục gì, sao mới được không vậy? À, mình phải làm nhiệm vụ phụ nhiều thì mình mới có thể có đồ để mình nâng cấp lên. Thí nghiệm mình đang có cần tìm đồ vũ khí này mạnh hơn để mình đánh tụi nó. Như phải làm nhiệm vụ chính thì mới có đồ này nọ để đánh tụi nó hay sao ta? Hồi nãy nó nói có một cái evidence. Đâu đây coi, Intel. Total, đây chúng ta được một cái, và chúng ta là một cái nữa. Civilian. Pursuit bên Subway hồi nãy mình vừa mới coi rồi. Thì các bạn như các bạn end game mà khi nào các bạn lấy được hết tất cả cái virus report. Đây, đúng rồi. Virus report 1, complete mission Broadway Emporium. Và chúng ta lấy hết được 5 cái report tương đương với các bạn end game luôn á. Và nãy giờ mình vẫn chưa tìm được một cái nào cả. Dispatch is car 2-4. We have visual on unit 5-5. Looks abandoned. Over. Copy that. Over. Mother of Christ! Shit, they're behind us! Forget it. Just go. Now, now! Dispatch, this is car 2-4. We are over. Car 2-4, what's going on out there? Dispatch, this is car 2-4. We are. We get a good back, 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 back up, back up, back up! Yo. Và chúng ta có hai người đi chung nên chúng ta phải mở cái nhiệm vụ này giờ chúng ta mới bước vô bên trong được, chứ không là các bạn nào cho giữa chừng nó sẽ không có mở nhiệm vụ cho bạn vô làm nhiệm vụ. Thì đây là hai người bạn của mình và họ sẵn sàng làm chung với mình và họ hiện tại đang là hai level khá là cao. Ok, và như mình cũng đã nói trong cái clip của mình thì những game này cần có sự hợp tác chung với nhau, cho nên các bạn nào mà có muốn tham gia với mình và các bạn nào level cao thì các bạn cứ nói với mình biết rồi, các bạn cứ add PSN của mình. Các bạn nếu bạn nào biết đa phần các bạn đều biết cái BSN của mình, cho nên các bạn cứ add mình thoải mái. Và nếu mà mình rảnh hoặc là những lúc mà các bạn mình đang quay giống như thì mình sẽ rủ các bạn quay chung, hoặc nếu bạn nào muốn quay chung các bạn cứ nhắn cho mình, tại mình cũng không biết hỏi khi nào các bạn bận hay không và mình cũng không có tiện kiểu như tùy tiện nhắn cho lắm. Ok, thằng này chết chắc. Ồ, hết đạn mới ghê chứ. Vô lên. Rồi mình đang rất là cố gắng cày sao cho nó lên level nhanh nhất có thể. Và hiện tại là mình thấy Việt Nam mình đã nhiều người lên tới level 30 rồi. Và sau khoảng 3 ngày đó mắt. Ok. Thank you. Sao đâu có vậy? Nè mình chỉ chế độ normal mà nó còn vậy á. Rồi ok. Cái khúc ban đầu mình bắn cũng nhanh lắm, nhưng mà nếu mà các bạn có bạn level cao đồ loot này ngon ngon á thì có thể là các bạn sẽ trụ rất là lâu. Ok, và còn một thằng bên đi phải nữa nè. Đó, chết ngay. Thế nghĩ chúng ta nên đi lên, turn on the sprinkler system. Hình như là chúng ta phải đi xuống cái hầm phía dưới thì phải. Thì mình nhớ là vậy. Đâu rồi. Kỳ ta. Sao khúc này nó kêu bảo mình đi lên, xong mình là bảo mình đi xuống đây. Kỳ nha. Hình như có đồ xuống ở đây, ngay đây. Đó thì mình nhớ là vậy. Và xuống đây mình bấm cái sprinkle. Wow. Đâu rồi, cái sprinkle gì đâu rồi. Wow, cái gì ghê vậy? Má mất máu luôn. Chứ mình nên đợi cho nó đỡ cháy nổ rồi mình chạy qua vậy. Rồi. Đúng rồi, mở cái này nè. Ù, nó đốt tiền luôn hả? Ghê vậy. Ù, ok. Chứ nó thiết nghĩ chúng ta nên chạy lên lại đâu rồi. Cứ lên lại đâu rồi. Đi đây. Sao chỉ đường bữa vậy? Check everything.
cash registers, charity donation stations, tip jars. Ôi, có một cái thanh niên ở đây. Má, bắn tùm lum tà la. Ơi, còn nữa. Hên quá. Đồng đội hay quá. Lên nốt, chúng ta lên đây luôn nhá. Ok. Và nó kêu mình phải đi tìm một cái đô la, mấy cái đô la bill 3 cái. Và đây kêu mình chạy lên mình tìm thử coi. Ngay đây mình nghĩ chắc có 1 cái à. Rồi hình như có vali hay gì đó. Phải có cái gì đó quanh đây. À đây đây đây, đô la bill scan. Được 1 cái nè. Chúng ta lên lầu lấy thêm 1 cái, 2-3 cái nữa. Ủa này, đi lấy cái này coi. À, đây, 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 đây. Scan được thêm cái nữa nè. Rồi chúng ta đủ 3 cái rồi đó. Oh, recall và dollar bills. Cái hướng chỉ này hơi khó phức tạp một tí mà các bạn cũng dễ hiểu thôi. Rồi để coi mình đang chạy tới chỗ này để lấy cái dollar bills rồi. Cảm giác có gì đó không ổn. Ê, má chạy đâu mày. Ủa nó ra nữa kìa. Đồng thế. Despot nè đó. Ôi bắn hoài không chết mày. Ghê mày. Giờ mới chết. Ồ má cày cắp cái game này cũng khó vãi. Ồ ai bắn mà mình rác kìa. Cũng hơi là cái này có cái hồi máu station đó. Suppress, nó bị suppress rồi. Ồ, chuẩn rồi. Ngon cơm, mấy công nhận level cao đánh đã thì. Đánh vào chút xíu là chết à. Vũ khí cái level cao mình cũng đang tìm xem có vũ khí nào được không. Chứ kiểu mà mình đánh mà kiểu như level thấp có cầm vũ khí yếu nhưng mà làm mấy nhiệm vụ khó thì càng lâu mới xong. Né, công nhận hai ông nội này bắn một phát là chết ngay. Đỡ vãi. Má mình nhìn nè, má mình nã cao gần mất băng đạn nó mới chết. Đù đã vãi. Má mình cũng muốn được như hai này. Má nhưng không sao cũng chết mà. What the fuck. Gì đó đánh một phát mà mình gục luôn hả. Má công nhận. Ăn đạn thì không chết nhưng mà đánh một phát là mình chết luôn. Khoai thật luôn. Thank you. Ôi. Ôi mấy ông này nó có một chiêu má thường trưởng chữ một phát chết luôn. Gờ thật. Ây what the fuck. Má mình cứ tưởng xong hết rồi má. Ai ngờ lại cho chữ cho phát chết luôn. Đồ nice. Má này thì boss. Ok chúng ta sẽ đi tìm cái gì đó ra. Dollar bills. Ok đủ. Đủ máu rồi. Ờ đồ là bill nằm hướng nào ta. Đây đây đi hướng này. Ok lên chứ. Lên liền cho nóng. Rồi có hai cái để mình chạy hướng này đi. Mình không hiểu là sao cái chỗ mà này nó vậy rồi nó còn vẫn ráng chịu khó làm quá ha. Scan cái nhẹ coi. Recover dollar bills. Ok, tiếp tục đi nè. Thì chúng ta đi lấy cái bill của dollar bill gì đó, nói chung là vậy. Được hả? Gì? Sao cái vụ nó lộn xộn mà sang ấu quá nha. Đi lên, nhớ hình như đi lên hay sao đó. Ok, lên thôi. Ở trên này cái khu trung tâm mua sắm nó cũng chi tiết quá ha. Thì mình thấy giờ game nhiều lúc nó không có chi tiết ba cái vụ này cho lắm. Nhất là trong nhà, nhất là Gata nó không có hoàn thành được cái vụ này khá là hay. Nhưng mà đến The Vision thấy rất là ấn tượng với cái vấn đề này. Restock coi cái đã. Có vẻ như có điều gì đó chuẩn bị lên. Để spot đi nè. Tụi nó đi hướng bên phải kìa.
không có đi hướng bên trái. Ông kia đang bị mất máu rồi. Chết cha. Xa thế. Mấy cái game này nhiều lúc nó thấy mình thì thấy cũng hơi mất cân bằng một tí. What the fuck? Má nó đứng nó nhìn luôn bây giờ thì chứ. Rồi. Ủa bắn gì không trúng sao? Phải thật. Lên anh em ơi, lên. Nó thằng này bị ngáo đá sao ta? Suppress luôn, bị suppress rồi. Thế nghĩ còn một thằng bên kia nữa. Để chạy lên thôi. Chết nè em. Chết rồi. Chết đi. Ồ nó bắn trúng ngay laptop. Đệt. Cái gì? Nó sao bắn tàn trúng ngay laptop không vậy? Ồ còn hai mấy thằng bên đây hả? Để móc lớp rồi. Này thì không chết. Đù không chết thiệt. Má ghê vậy. Ghê vậy. Ôi trời. Không chết thiệt. Không, mình đi lùi lại cái nè. Lùi lại sẽ hay hơn. Đó, gục rồi, má gục nữa. Thank you very nhiều. Má công nhận có mấy thanh niên level cao đi chung thì nó sẽ đỡ hơn. Là như vụ này các bạn nào làm một cái level thấp quá mà đi đánh như này mình thấy vẫn chưa đủ. Mặc dù nó bảo là ít nhất cũng phải level 7-8 nhưng mà thấy nó cũng chưa đủ đồ. Trừ khi bạn đồ rất là ngon gì đó. Còn chứ mấy thằng này thật sự là không có xi nhê gì luôn, mấy thằng level 7-8 coi như có vấn đề là thằng khác. Còn một thanh niên tốt đằng kia nữa kìa. Mình nghĩ đó lát còn hồi có boss nữa. Boss ra luôn rồi kìa. Boss ra rồi. Kinh dị vậy. Ok. Kinh quá vậy. Kinh nhỉ. Boss kìa. Một đống luôn. Bom tiếp nè. Chết ngay. Ôi mà 2-3 thằng boss. Lùi lại. Má mất máu ghê quá vậy. Wow, mém này mình mất máu ghê lắm rồi đó. Nói chung là mình nên upgrade nhiều đồ hơn để đánh cái này. Thậm chí level 16-17 mà còn thấy khó nữa chỉ là mình. Boss kìa. Nè boss gì kinh quá vậy. Ôi mẹ ơi ghê quá. Để mình vô đây chỗ này kìa. Chỗ này để hồi máu. Thằng boss cuối cùng thì phải. Wow. Tăng văng tốt đằng kia luôn hả. Đó đi hành một con boss. Defend the area xong. Không biết còn ai nữa, hình như xuống còn xuống dưới nữa. Ok, lấy đồ hết đi. Chúng ta đi ra khỏi chỗ này. Nè, khó nhằn quá đi thôi. Có shirt gì nữa không ta? Bạn mình cũng gần hết luôn rồi đó. À, chắc đủ đi, sống sót qua đêm nay. Mà Rebel. Chúng phải tuột xuống hả? Tuột xuống đâu ta? Đây, cái thang máy, nhưng mà chúng cái thang máy nó bị hư rồi. Chúng ta không dùng thang máy nữa mà chúng ta dùng cái khác. Gì đây? À, để chúng ta mới xuống được nè. Đó, xuống ngay ngon cơm. Cái gì đi, xem có spot ai được không ta? Có hai đứa rồi. Ba bốn đứa luôn. Wow, anh mấy em bạn, bình tĩnh. Không vì gì phải cây cú. Lên em. Chết ngay. Ui, boss ra nữa rồi. Cái KK này khó lắm luôn.
chạy đi em mọi ơi. Đây thì mình mà medic cứu rồi, có nên cứu không ta? Đây chạy ra cứu kìa. Tính ơi chết cha. Ồ, cái này không phải là chuyện dễ. Ôi tụi nó ra nữa kìa. Đau, má khúc này căng thế. Chắc mình nghĩ là mình nên để cho ông này xử lý một tí rồi cứu được ngay cái gì. Nếu chỉ cần cứu được ông này rồi, má nãy mình cũng vô bất hơi bất cẩn khúc này tí. The fuck, what the fuck. Ôi vãi. Rồi khúc này revive cực kỳ khó luôn, revive rất là lâu. Let's go next to the helper. Căng thế. Dùi đây. Nhắn tin nhắn luôn rồi, căng quá. Đi đây. Cái này để anh bộ tanker là sao ta? Bỏ hả? Ok, cái hiểu rồi. Nhưng mà chúng ta phải, chắc lần sau chúng ta phải cẩn thận một tí, thằng này tới level 12 luôn. À, nó hơn mình hẳn 5 level luôn. Dân này không phải chuyện thường. À, thậm chí level 17 mà còn chết nó chỉ là mình. Mà mới có hiểu sao nó lại để nhiệm vụ từ 5 tới 9 gì kiểu, má khó thật. Khó với thật chứ không phải đùa. Má, kêu kìa. Má, level 17 quánh còn mém nó không lại nữa chứ là level 12. Ở lộn level 7 như mình. Chúng ta cần phải có nhiều thời gian không? Đáng lẽ này mình không chết á thì nó revive sẽ dễ hơn nhiều. Má, đúng là cần tim. Má, cần tim hay quá. Ủa nhưng mà mình gục rồi mà. Có revive được không ta? Gục rồi. Cái này mới căng nè. Má, căng thế. Chúng ta đang tường thuật trực tiếp trận đấu giữa một thanh niên anh gì đó, tanker, và mình đó, và thằng em đã gục. Tục phải. Có cách nào đổi góc nhìn để nhìn ổng bắn không ta? Để hỏi tiết kinh nghiệm. Má, ông này công nhận có trình. Là có trình luôn á chứ. Má, bắn rất là kinh dị. Mà thằng boss kia nó vẫn còn mấy cây nữa bắn mới ghê. Ghê thật. Má, nó bắn rác ghê vậy. Má, một mình kiểu không nó solo nổi luôn á. Chẳng thế. Ui sao máu này trâu dữ vậy? Máy này mà chơi chế độ khó không biết chuyện nào mới xong ha. À, căng vãi. Má chào bò vãi. Mà sao cục máu của nó khủng vậy? Má bắn chạy tới giờ luôn, nãy giờ bắn vẫn không chết luôn à. Kinh thật. Không phải dạng đùa. Gì đi, như có thằng nào nữa. Nó ra nữa hả? Boss đứng đây mà ta. Còn thằng nào đứng đây ta? Đù. Má chuyên nghiệp quá. Thí nghiệm mình nên ráng lên cấp để làm cái battle station. Nhưng mà thằng này bây giờ vẫn chưa mất máu. Má giờ nó mới mất 3 cục á hả?
Thôi rồi, máy giờ nó mới còn một hai cục với nguyên thanh máu nữa. Nghĩa chắc cái lúc mà thanh máu sẽ nhanh hơn nhiều. Ui, hai ông này đang vật nhau hay sao ta? Má thằng kia kiểu không quánh lại luôn ghê thật. Cô ơi, đồ mất thanh máu kìa. Chắc cái thanh này chắc cũng nhanh thôi. Ồ, nhanh lắm luôn. Ok, xong rồi. Chuẩn bị xong rồi. Má một mình ổng chắc cả tim luôn rồi. Kosinski. Má đánh gì ghê vãi. Ok, chúng ta gần xong rồi. Ông kia giết được thằng Kosinski rồi, ngon quá, đỡ quá luôn. Má, hai thằng nằm chết như đúng rồi luôn. Quá tục, ước gì mình cũng được lên level cao. Ê, còn thằng nữa hả? Má gì ghê vậy? Revive là vừa luôn rồi đó. Revive này hơi lâu, thằng kia chắc cũng không xuống liền đâu. Security area. Ok, một thanh niên đã lên. Ok, đang revive. Má dừng chơi thiệt. Má bắn chết thằng kia luôn. Oh, thank you man. Nó đã xong rồi nhá. Và mình thấy như còn một thằng ở trên nữa. Thằng boss hay gì ta. Rồi, thêm thằng boss nữa. Giờ chúng ta sẽ đâu ta? Đi giết nó là sao? Cái gì vậy? Má, đang đợi ông nội kia xuống nữa ta. Boss nữa. Giờ có nên tấn công con boss không ta? Boss xuống hả? Boss vẫn còn ở trên mà ta. Để lấy đồ cái đó. Wow, để coi. Ok, chúng thiết nghĩ chúng ta nên lên trên để bắn phụ với mấy ông này. Má, công nhận cái nhiệm vụ này mà năm level 5 level 8 là cái một vấn đề đó. Ồ, xong rồi hả? Vậy, mình vừa mới chạy vòng vòng hết. Ok, xong. Và chúng ta đã lên một cái nhiệm vụ thứ 8, level up, level 8. Outbreak. Chúng ta được một cái the achievement luôn mới ghê chứ. Chuẩn quá luôn. Và chúng ta sẽ thoát ra chỗ này. Má đỡ ghê luôn. Má đây sẽ có súng gì mới không? Cây này hả? Skill power giảm hay chúng đấu tăng không ta? Ủa, cũng đâu khác nhau gì đâu ta? Là sao nhỉ? Skill power tăng nè. Là mình đưa cái cây lên trên mình bắn à? Và còn cây này sao ta? Có gì gớm không? Armor. Skill power giảm. Mình chủ yếu là mình cần đam nhiều hơn là cần ba cái kia. Cái lộn, mình cần đam per second nhiều hơn. Cái này đi, đó, tăng lên nè. Holster. Armor. Overview. Đi có intel, chúng ta có một cái intel mới. Là virus report đầu tiên của chúng ta có được. Samples of the original green poison pathogen. The ones we recovered off the currency used as a primary transmission vector. Let us take a closer look at the virus's basic genome. What I found was clear evidence the bug had been manufactured. There's genetic material there from a half dozen other pathogens, bolted onto smallpox to make a more efficient killing machine.